Đây là đề của Nho Quan năm 2013-14, gồm có 5 câu. Chúng ta sẽ làm câu 1 trước. Câu 1 ý A. Bạn Quang. Thứ này là một ý A là lấy 150 bằng 150 trừ cho một ngọc vuông. Ta thì chút. Quang ơi. Quang. Yeah. Dạ. Đang 150. thầy 150 trừ cho mở ngoặc 100 một ngọc vuông đi thầy ạ. Ngọc vuông đấy Thì phải ghi lại đề bài nữa chứ. cứ ghi lại đề bài. 150 này trừ 100 bằng gì? Quang. Chúng ta là 150 trừ cho bằng ngoặc vuông bằng ngoặc tròn 100 cộng 98 cộng 96 cộng vân cộng 2 đúng không ạ? Sao Trừ nữa? cho mở ngoặc 99 trừ cộng cho 97 cộng cộng cho 95 và là bằng 150. 150 bằng khóa dưới 150 trừ cho mở ngoặc tròn 2550. Em tính luôn Tính luôn vậy thì không được điểm nào đâu. Giờ thì này là 100 trừ cho 2 100 em làm thế nào đây? 100 cộng 2 em 100 cộng 2 chứ Xong sao nữa? chia nhân 50. 50 đâu ra vậy? 50 là số số hạng. Tại sao lại có số 50? Làm gì số hạng đâu? Làm tắt Thì như này thì thôi được rồi, làm như này thì không biết số 50 ở đâu cả. Lâu mới đến đoạn này. Em làm như này thì em phải làm phải tính từng đoạn một đã. Xét. A bằng 100 cộng 98 cộng chấm chấm cộng 4 cộng 2. Tính như nào đây Quang? Tính riêng cái này đi xem nào, xong tính không? Quang. Quang ơi. dạ Tính tiếp cái này như nào? tính tiếp Em là tính bằng tính bằng số đầu 100 trừ 2 đây, bằng 100 ghi ở 100 đây trừ à? 2 Ghi như này à? cộng Ghi như a nào? bằng khi a bằng Đây, tóm lại là như nào đây? Em tính như nào để nó ra được? Chứ không thể, tóm lại bây giờ là nó phải chi tiết, chứ không phải là áng áng được. Nó rõ ràng bây giờ em chỉ biết một là viết, hai không viết thôi, rồi viết cái gì? a bằng mở ngoặc luôn nào. A bằng này. A bằng ngoặc Đọc tiếp đi.
À, ghi số số hạng trước. Đúng rồi, em viết, em giờ em nói, em nói cách làm thì dám nghe xem nào. Ghi là số số hạng tính từ. Ghi như này à? Đó. Vâng. Bằng cái gì? Bằng một ngoặc. Không được. Số số hạng của A, chứ còn số hạng nào? Hạng của A Là là mở ngoặc 100 trừ 2 chia cho 2 cộng 1 bằng 50. không sao nữa. À, tổng 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 Em cứ đọc tổng đi, của đã em cứ đọc đi. tổng của A tổng của A lấy Thì ghi A là chứ làm sao phải đọc từ tổng ra. A bằng 100 100 mở ngoặc 100 cộng 2 cộng 2 nhân mẫu đóng ngoặc nhân cho 50 bằng nhân 50 chia 2 Bao nhiêu? bằng 2550. Rồi, xong sao nữa? Xong là xét B đi. B bằng 99 99 cộng cho 97 Đọc nhanh em chút. cộng cho 3 cộng cho 1 Không sao nữa. xong là số số hạng của B là Cái em rườm rà cái đoạn này nhỉ. Trình bày đây nhá, nhìn thế này, muốn số giúp bạn thì cần ngoặc chứ nó cái này thế mà có hoặc là 99 trừ 1 9 chia trừ 2 1 bằng bao chia nhiêu? 2 bằng 4 44 cộng cộng 1 là 45. Đúng 45 không? Đúng mà. Đấy. 98. 98 chia 2. 50 50 nhầm nhầm 50. 50 50 số. B bằng luôn. B bằng 99 trừ cộng 1 nhân 50 và chia 2 là bằng 2500. Cũng 2.500 à? 2500 à? Rồi. Xong Xong sao nữa? là 3 và 150 bằng 150 trừ cho Tóm lại em đang làm cái gì đây? em lấy 150 trừ cho mở ngoặc 2550 trừ cho 2500. Nhưng mà lấy 150 ở đâu ra? Đang tính cái gì chị? Một tính Đấy. tính tầm tổng Đây này, bây giờ một là em phải ghi lại đề bài một cách khổ sở. Đang tính cái đề bài này, em đang tính cái, là hai là đặt cho nó một cái tên. Đặt cho nó một cái chữ M này, được chưa? Bây giờ với M bằng 150 trừ đi A chia đấy, trừ đi 2550. thầy ở trong vòng mặt chứ Đó. mà tròn lên Trừ đi bao trở nhiêu? nên trừ luôn cho 2500 Rồi. bằng bằng mà bằng 150 thì là bằng 100 bằng 150 trừ cho 50 bằng 100 hết. Thế thôi. Cách hai đây. Em gửi rồi. Em Rồi. nào chúng ta? Bạn ấy ghép 100 trừ 99 thì ra 1. Ra 1 này.
98, 97 ra 1 thì tất cả là ra 1 hết. Còn 50 số 1 là 50 thôi, vậy thôi. Quang hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi. Ok, ừ. Rồi. IB. Rồi, chúng ta là IB. IB như sau. IB. Em thấy là có tử là 2. Kết quả sẽ bằng 2 đặt ra ngoài. Trong còn 1 phần 3 cộng 1 phần 5. Thầy cho lên trên tí thầy. Trừ đi 1 phần 7. Chụp lại. Trên. Dưới này chúng ta thấy tất cả tử là 8, là 8 ở ngoài. Trong còn 1 phần 3. Cộng 1 phần 5 trừ đi 1 phần 7. Đấy, hai cái tảng này nó diệt nhau rồi. Còn 2 phần 8. 1 phần 4. Đó. Đấy, làm thế nào? Tính ra kết quả đúng không thầy? Ủa, em làm đi, em giờ đã làm để lấy điểm đấy, được nhau. Vâng. Làm thế nào? Em thấy thầy là bài này là đầu tiên là ta nhân là đặt gọi cái phép tính đấy là A, xong rồi ta nhân lên thành 3, xong rồi trừ đi ạ. Em đọc bài làm A đi. Em đọc bài làm của em đi, không cần phải giải thích đâu. A bằng. Đây là A đây. A bằng 1. A bằng 1 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3. Đây rồi, xong sao nữa? Xong rồi là nhân 3 đây nè. 3A. 3. Rồi đây. A bằng 3. 1 cộng 3 bình. 3 mũ 3. 3. Cộng vân vân vân. Cộng 3 mũ 200. Mũ 9 cộng 3 mũ 200. Rồi. 3A bằng 3 cộng 3 mũ 2 à cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 cộng vân 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 cộng 3 mũ 200 cộng 3 mũ 201. Em lấy 3A trừ đi A. Thì nó còn lại là bằng 2A. 3, 2A bằng còn lại là 300 3 mũ 201 cộng 3 cộng 3 trừ 1 và trừ 3 mũ 3 bình phương ạ. Rồi. Là bằng 3 mũ 201 2A sẽ bằng 3 mũ 101 trừ 7 trừ 7 ạ. Trên A bằng 3 mũ 101 trừ 7 trên 2 ạ. Rồi ok. Hai để một người có một cái đặc biệt đó là tử số tất cả các cái tử của tử nó là 2013. Đây, em sẽ xử lý như sau. Đây. 2010 A bằng, chúng ta đặt nó là A đi.
2013 trên 2 cộng 2013 trên 3 cộng chấm 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 cộng 2013 trên 2014 thì chúng ta đặt 2013 ra ngoài trong khoảng 1 phần 2 cộng với 1 phần 3 cộng chấm 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 cộng 1 trên 2014. Chúng ta để đây đã. Này đặt cái biểu thức D này là M. Đấy. Như vậy chúng ta xử lý xong cái tử số. Chúng ta xét cái mẫu số là B. B thì bằng 2013 trên 1 cộng 2012 trên 2 cộng 2011 trên 3. Có quy luật gì các em phát hiện ra được không? Các em phát hiện ra quy luật gì không? Ủa? Quy luật gì? Một số là tử cứ mỗi qua một số là tử sẽ giảm, còn mẫu sẽ tăng. Rồi, cũng được. Nhưng mà có cái quy luật gì đặc biệt ở đây? Nó sẽ bảng từ cái. Tử là từ 1 đến 2013, còn tử là 2013 xuống 1, còn mẫu là từ 1 đến 2013. Bạn Hương ấy, phát hiện quy luật gì không? Hương? Em thấy là đó, cái tử nó dần dần giảm đi, còn cái mẫu thì dần dần tăng lên. Quy luật đấy được, còn tìm quy luật khác. Quang thấy quy luật gì không? Em chưa thấy được. Đức? Em nghĩ là nó sẽ diệt nhau hết. Đức? Em bảo ngồi. Bạn Băng, bạn Huyền có thấy quy luật gì không? Thầy, 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 em phát hiện mà. Nó diệt đi hết rồi thầy. Em nó diệt đi hết ạ. Cái trên là liên tiếp và dưới cũng liên tiếp luôn. Chúng ta thấy là tử cộng với mẫu luôn luôn ra 2014. Chúng ta dựa vào đấy. Chúng ta xử lý B sẽ bằng. Để muốn tử cộng mẫu thì chúng ta cộng cho mỗi một cái phân số này số 1. 2013 trên 1. Cộng 1. 2012 trên 2 cộng 1 cộng 2011 trên 3 cộng 1 cộng chấm 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 cộng với 1 trên 2013 cộng 1. Như vậy mỗi một phân số các em cộng với một số 1. Có rất nhiều số 1. Tóm lại là có bao nhiêu số 1 được cộng vào? 2013. 2013 số, vậy chúng ta phải trừ đi 2013 là cân bằng. Trừ đi 2013 là cân bằng. Kết quả B sẽ bằng 2014 trên 1 cộng 2014 trên 2 cộng 2014 trên 3 cộng chấm 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 cộng với 2014 trên 2013. Cuối cùng là trừ đi 2013. Chúng ta thấy như sau. Ở cái tử số thì toàn mẫu là mẫu từ 1 phần 2 đến 1 phần 14. Như vậy ở đây chúng ta có 1 phần 2 đến 1 phần 13 rồi. Chúng ta ghép vào với nhau. Kết quả B sẽ bằng. B sẽ bằng. 2014 trên 2 cộng 2014 trên 3 cộng chấm 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 cộng 2014 trên 2013. Chúng ta ghép với nhau. Còn hai cái số đầu tiên này, số 2014 này trừ đi 2013 này, chúng ta ghép với nhau. Cộng với
2014. Bản chất là 2014 trên 1 đấy, tôi ghi lại vậy nhỉ. Trừ đi 2013. Kết quả sẽ bằng 2014 trên 2 giữ nguyên, 2014 trên 3 thôi vân vân rồi, cộng chấm chấm chấm, cộng 2014 trên 2013 cộng với chỗ này bằng mấy nhỉ? Một. Bằng 1, đúng rồi. Bằng 1 chính là 2014 trên 2014. Đây chính là số 1. Như vậy là giờ lại tất cả các tử số lại là 2014. B sẽ bằng 2014 chúng ta đặt ra ngoài. Trong phần 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng chấm 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 cộng 1 phần 2014. Đấy, vậy bây giờ các em quay lại cái đây, từ 1. Đây là 1 này. Đây là 2 này. Và dưới này là 3. Từ 1, 2, 3. Suy ra m bao nhiêu? Em nhìn thấy không? M thì bằng A chia cho B. Mà A cũng có cái tổng này. Đây. Suy ra M sẽ bằng. Sẽ đó ghi lại đây cho dễ nhìn nhé. Suy ra. M sẽ bằng A phần B. A ở đây là. Đây, chúng ta đưa cái này A này xuống này. A đây. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Đấy, đưa xuống đây. Đấy. Trên B. B đây các em nhìn này. Đây là B này. Đấy, đây là B. Vậy nó bị diệt đi rồi. M sẽ bằng 2013 trên 2014. Vậy, xong. Em thấy như sau. A bằng 55 mũ 66. 55 thì tích bằng 5 nhân 11. 5 mũ 66 nhân 11 mũ 66. Dòng dưới này B thì bằng 66 mũ 55 thì bằng 6 mũ 55 nhân 11 mũ 55. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy này. Cái dòng trên, cái đoạn 11 này đang to hơn 11 bên dưới. Đấy, các em xử lý tiếp cái 5 mũ 66 đi xem. 5 mũ 66 các em sẽ bằng 5 mũ 6 tất cả mũ 11 nhân 11 mũ 66 giữ nguyên. Dòng dưới này 6 mũ 55 thì các em tách thành 6 mũ 5 tất cả mũ 11 nhân 11 mũ 55. Các em bấm máy hộ giáo cho 5 mũ 6 nó bằng bao nhiêu? 5 mũ 6 nó bằng bao nhiêu? Bằng 1 5 6 2 5. 5, 1, 5, 6, 5, 2. 6, 2, 5. 6, 2, 5. Mũ 11. Nhân 11, mũ 6, 6. Còn dòng dưới này, các em thử bấm máy xem là 6, mũ 5 bằng bao nhiêu? Bằng 7, 7, 7, 6. 3 số 7, số 6. 6.
Nhìn cái này xem là dòng nợ bên nào to hơn. Trên. Trên to hơn hay dưới to hơn? Trên. Từ 1 và 2. Vì 1, 5, 6, 2, 5 thì to hơn 7, 7, 7, 6. Còn 6, 6 thì to hơn 5, 5. Tức là nó áp đảo toàn phần, suy ra dòng trên to hơn, tức là A sẽ to hơn đi. Vậy thôi. Đấy, chúng ta sẽ xử lý bài tập này. Vì ở đây chúng ta gọi là cách 1. Cách 1 chúng ta tấn công ngay vào số 9. 9x cộng 5y chia hết cho 17 là đề bài cho. Như vậy các em thấy số 9 này mà bên này nó là có số 2, cho nên các em nhân cả hai bên với 2. Đấy, suy ra này xuống dòng 2 nhân 9x cộng 5y cũng chia hết cho 17. Bản thân nó chia hết cho 17 thì nhân với 2 nó cũng chia hết. Nhân ra 18x cộng 10y cũng chia hết cho 17. Số 18 này lúc này chúng ta lại muốn nó có 2x, cho nên là chúng ta sẽ đặt 9 ra ngoài. 9 ra ngoài. Trong sẽ có 2x rồi. 2, 9, 18x rồi. Đẹp. Có 2x rồi, các em cứ cộng với 3y đã, thì tính sau. Đấy, cộng 3y cho nó giống những đoạn cuối này đã. Cộng với 3y. Xử lý chúng ta biến đổi mà. Vậy 9 x 3 là 27y. 27y. Mà ở đây chúng ta chỉ có 10y thôi. Vậy thì phải trừ đi bao nhiêu y nữa? 17. Trừ đi 17. 17y. Chia hết cho 17. Đó. Đến đây chúng ta thấy như sau. Do 17 chia hết cho 17. 9 không chia 9 với 17 là nguyên tố cùng nhau. Là hai số nguyên tố cùng nhau, tức là nó không liên quan gì đến số 17 cả. Bằng 1. Tóm lại này, các em thấy đoạn này cả cái tổng này chia hết cho 17. Mà cái đuôi này chia hết cho 17. Đây. Có cả hiệu mà thấy có phải tổng đâu. Ừ, đây, 10 vì 17 chia hết cho 17. Cho nên các em sẽ suy ra được là 9 nhân với lại 2x cộng 3y chia hết cho 17. Đấy, đoạn này mà số 9 đấy lại mà 9 17 là hai số nguyên tố cùng nhau. Cho nên các em sẽ suy ra 2x cộng 3y sẽ chia hết cho 17. Điều phải chứng minh. Ba nhân với 9x cộng 5y chia hết cho 17. Chúng ta nhân ra 29 3 27 35 15 y chia hết cho 17. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao cho nó xuất hiện cái 5 y à, xuất hiện cái 3 y. Như vậy chúng ta sẽ phải đặt 5 ra ngoài đây. Muốn có 3 y thì chúng ta đặt 5 ra ngoài. 5. Trong này dứt khoát là 3 y rồi. Vậy thì chúng ta cứ ghi là 2 cộng 3 y đã. Mục tiêu của chúng ta là muốn có cái 3y, nhưng mà chúng ta cứ đưa cái 2x này vào. Như vậy là 3 x 5 là 15y, chúng ta đã xử lý xong. 2 x 5 là 10x. Mà lúc đầu chúng ta có 27x, vậy thì bên ngoài phải cộng bao nhiêu nữa? 17 à? Đúng rồi, cộng với 17x. Chia hết cho 17. Đấy, đây lại đẹp tiếp rồi. Do 17 chia hết cho 17. Cho nên cái đoạn đầu là 5 nhân 2x cộng 3y cũng phải chia hết cho 17.
mà 5 với 17 là nguyên tố cùng nhau. Cho nên sẽ suy ra được là 2x cộng với 3y sẽ chia hết cho 17. Rồi, ok. Cách số 3 này. Cách số 3 chúng ta bắt đầu từ 2x cộng 3y. Chúng ta thấy là 2x đây cộng 3y đây. Chúng ta sẽ nhân thêm một số. Ở đây chúng ta sẽ nhân với số 9 trước. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ nhân với 5 sau. Nhân với số 9, chúng ta nhân với lại cái này với 9 đi. Giờ chưa biết có chia hết hay không. Chúng ta cứ nhân đã. Sẽ bằng 18x cộng với 27y. Chúng ta biến đổi thế này. Đó. Vậy bây giờ muốn làm xuất hiện 9x thì chúng ta lại đặt, mà ở đây có 18 rồi, cho nên chúng ta sẽ đặt số 2 ra ngoài. Trong khoảng 9x. 2 x 9 18 rồi. Cứ cộng với 5y đã. Như vậy là chỗ này là 2 9 18x là xong rồi này. Trên dưới bằng nhau rồi này. Nhưng mà đây là 2 nhân với 5y là 10y. Mà lúc đầu chúng ta có 27y. Vậy ở ngoài này phải cộng bao nhiêu nữa? Cộng bao nhiêu nữa? 10. 17 chứ. 17 à? Đây là 2 x 5 là 10y rồi nhá. 10y cộng với 17y thì mới ra 27 chứ. Được chưa? Mà 9x cộng 5y chia hết cho 17. Và 17y thì cũng chia hết cho 17. Tức là tóm lại là tất cả cái dòng này chia hết cho 17 cả. Cho nên suy ra 9 nhân 2x cộng 3y sẽ chia hết cho 17. Mà 9 với 17 là nguyên tố cùng nhau. Ước chung lớn nhất bằng 1. Suy ra 2x cộng 3y sẽ chia hết cho 17. Đó, đây là cách số 3. Cách số 4 này chúng ta cũng bắt đầu từ 2x cộng 3y. 2x cộng 3y. Nhưng chúng ta lại, lúc nãy chúng ta nhân với 9 rồi, bây giờ chúng ta nhân với 5. Đấy, nhân với 5. Sẽ bằng 5 x 2 là 10x cộng 15y. Rồi. Bây giờ là đang là 15y. Đây chúng ta tưởng tượng đây có 15y rồi. Nhưng chúng ta lại có muốn có 5y. Thì chúng ta đặt 3 ra ngoài. Trong còn 5y. Vậy là chắc chắn đây là 5y rồi. Nên. Nhưng chúng ta lại muốn có 9x cơ. Thì cứ đưa 9x vào đã. Cho nó đủ bộ đã. Như vậy 3 x 5 là 15y đẹp rồi. 3 x 9 là 27x. Mà lúc đầu chỉ có 10x thôi. Vậy phải trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 17. Trừ đi 17. Đó, đến đây lại nhập tiếp rồi. Mà 9x cộng 5y chia hết cho 17. 17x cũng chia hết cho 17. Điều này chứng tỏ là 5 nhân 2x cộng 3y cũng chia hết cho 17. Mà 5 với 17 là nguyên tố cùng nhau. Do đó 9x à do đó là 2x cộng 3y sẽ chia hết cho 17. Đó, bốn cách của cái bài tập này. Rất hay. Âm 53 cộng x bằng 80 ạ. Rồi. X bằng 80 cộng với lại
cộng mồng ba bằng ví dụ bao nhiêu bằng hai bằng âm 27 ạ. Rồi ý B thì em thấy như sau: 15 phần 2 trừ đi trị tuyệt đối của 3x cộng 4 phần 3 bằng 17 phần 4. Như vậy trị tuyệt đối của 3x cộng 4 phần 3 sẽ bằng 15 phần 2 trừ 17 phần 4. Trị tuyệt đối của 3x cộng 4 phần 3 sẽ bằng, chỗ này chúng ta tính ra là 30 trừ 17, 13 phần 4. Như vậy lúc này có hai trường hợp. Trường hợp 1, đấy, chúng ta thấy trường hợp 1. Trường hợp 1 là 3x cộng 4 phần 3 bằng 13 phần 4. 3x chúng ta giải ra bằng 13 phần 4 trừ 4 phần 3. 3x sẽ bằng, chỗ này là 39 trừ đi 16, 23 phần 12. X sẽ bằng 23 phần 36. Trường hợp 2 là 3x cộng 4 phần 3 bằng âm 13 phần 4. 3x sẽ bằng âm 13 phần 4 trừ đi 4 phần 3. Chỗ này là 39 cộng 16. 39 cộng 16 là 5. 55. 3x âm 55 phần 12. X sẽ bằng âm 55 phần 36. Như vậy có hai giá trị. Vậy x sẽ thuộc 23 phần 36. Giá trị thứ hai là trừ 55 phần 36. Đấy, đây là cách làm. Thì 15 không đổi. 15 lúc luôn luôn là 15. Để A lớn nhất. A lớn nhất khi N trừ 9 lớn không và là số tự nhiên nhỏ nhất. Lớn không mà lại nhỏ nhất thì A mới lớn nhất được. Từ đó suy ra N trừ 9 là số mấy? N trừ 9 là mấy nhỉ? Tùng. Thầy nghĩ là nó sẽ là 6. N trừ 9 là số tự nhiên nhỏ nhất mà lớn không là số nào? Số tự nhiên nhỏ nhất. À, số 10 ạ. N là 10. Nhỏ nhất cơ mà. 10 đã nhỏ nhất chưa? 1 ạ. 1 ạ. 1. N sẽ bằng 1 cộng 9. N sẽ bằng 10.
Thế thôi. Như vậy ở dính áp các em đã phải tính được các góc rồi. Đây. Sau đó các em phải ép được góc 36 độ. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có góc x o y là 36 độ. Sau này sẽ là 36 độ, giờ chưa ghi đâu, cứ hiểu ý. Và y o z x x o y đây, đây là chữ z đây. Đó. Tính x o z và y o z, x o z và z o y là hai óc kiểu bù. Đấy, vậy các em sẽ làm ý A sau. X, O, Z cộng với Z, O, Y bằng 180 độ. Hai góc kề bù tạo ra góc bẹt mà. X, O, Z chúng ta vẫn để là góc X, Z mà Y, O, Z bằng 4 lần góc XOZ. Suy ra chúng ta thay vào kia này. XOZ chúng ta vẫn để là XOZ, còn YOZ chúng ta thay bằng 4 nhân XOZ bằng 180 độ, giống như bài toán tìm x thôi. Vậy 5 nhân XOZ 180 độ. Vậy XOZ bằng bao nhiêu độ? 36 độ. Rồi, suy ra góc IOZ 4 nhân 36 độ bằng 144 độ. Vậy xong bài tập A này. Chúng ta thấy là góc XOZ là 36 độ này. Mà hai góc này mỗi góc là 144 độ chia đôi 72 độ. Chúng ta đánh 72 độ. Đấy. Từ đó các em sẽ tính được góc XOM thì B. Vì OM là tia phân giác. OM là tia phân giác góc IOZ. Suy ra góc ZOM sẽ bằng góc ZOI chia đôi ZOI trên 2 bằng 144 độ trên 2 bằng 72 độ. Từ đó suy ra góc XOM XOM sẽ bằng XOZ cộng ZOM bằng XOZ chúng ta vừa tính được ở IA rồi, 36 độ cộng 72 độ vừa tính xong bằng 108 độ. Rồi. Lấy một đường kết hợp với hai không mười bốn đường còn lại, đường là đường thẳng ấy. Ta có 2014 giao điểm. Mà ta có 2015 đường. Suy ra số giao điểm là
2015 nhân với 2014. Đấy. Nhưng mỗi điểm nó được tính hai lần. Suy ra số đo điểm thực sự là 2015 nhân 2014 chia cho 2, tính hộ thầy đó bằng bao nhiêu? Bấm máy hộ cái. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 2029. 2029 bao nhiêu? 2029105. Giao điểm. Thế thôi. Để tìm hai số A và B. Thì ý A này câu 1. Gọi ước chung lớn nhất của A, B chia bằng D. Đấy, thì suy ra A chia bằng M nhân D, B chia bằng N nhân D. M, N là hai số nguyên tố cùng nhau. MN là hai số nguyên tố cùng nhau. MND thuộc N sao? Tức là số tự nhiên khác không. Các em biết rồi. Tích của hai số thì bằng ước chung lớn nhất nhân với bội chung nhỏ nhất. Mà A nhân B sẽ bằng D nhân 40, 140. Công thức ở đây là tích hai số bằng ước chung lớn nhất nhân với bội chung nhỏ nhất, và bội chung nhỏ nhất bằng 140. Do bội chung nhỏ nhất của A B bằng 140. Còn cái công thức kia là công thức có sẵn rồi. Chúng ta thay số vào, A thì bằng MD, B thì bằng ND, bằng D nhân 140. Vậy chúng ta thấy là M nhân N nhân D, thì cái D bên này diệt cái D bên này rồi, bằng 140. Đấy, những đề bài nó lại cho là mà 5A bằng 4B. Mà 5A để bằng 4B nạp pin. Từ đó suy ra 5 nhân MD, A là MD bằng 4, B là ND. Vậy thì 5M sẽ bằng 4N. 5M 4N. Như vậy M sẽ bằng 4N chia cho 5. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là 5M sẽ bằng 4N. 5M 4N, vậy thì M trên N. M trên N. À thôi được rồi, không cần. Mà MN là hai số nguyên tố cùng nhau. Do MN là hai số nguyên tố cùng nhau. Cho nên từ đây các em thấy là M sẽ chính là số 4, còn N chính là số 5. Suy ra M thì bằng 4.
n thì bằng 5. Đây chúng ta đặt đây là 1. Đây là 2, 1 chúng ta cho màu khác đi. Đây là 1. Đây là 2. Từ 1 và 2. Thì em sẽ suy ra được là m là 4. N là 5 nhân d bằng 140. 4 x 5 là 20. D sẽ bằng 7. D sẽ là 7. Vậy thì A sẽ bằng M nhân D. Đó, suy ra A. M D. M là 4 nhân 7. 28. B thì bằng N nhân D. Bằng 5 nhân 7. 35. Vậy tìm A và B thì em đã tìm xong. A là 28, B là 35. Thứ hai, gọi ước chung lớn nhất của cái số tử và số mẫu 8A cộng 3B và 5A cộng 2B là một số D nào đó. Từ đó suy ra cả hai cái này đều chia cho D. 8A 3B chia cho D và 5A 2B chia hết cho D. Từ đó các em sẽ thấy như sau. Tất cả cái này đều chia cho D cả, cho nên là các em thấy là 5. À đây, suy ra cái này, cái dòng trên chúng ta nhân 5, dòng dưới chúng ta nhân 8, dòng trên nhân 5 sẽ được là 40A cộng nhân 5 là 15B chia hết cho D. Còn dòng dưới chúng ta nhân 8, 40A 8 là 16B chia hết cho D. Như vậy chúng ta lấy dòng thấy là 40B nó bằng 40B, cho nên là chúng ta lấy dòng dưới thì dòng trên vẫn chia hết cho D. Suy ra 40A cộng 16B trừ 40A cộng 15B chia hết cho D. Từ đó các em sẽ suy ra được là đây chính là B thì chia hết cho D. B chia cho D. À, ta lại có này. Vẫn 8A cộng 3B chia cho D. 8A 3B chia cho D. 5A cộng 2B vẫn chia hết cho D. Bây giờ chúng ta lại cân bằng B. Dòng trên chúng ta nhân với 2, dòng dưới chúng ta nhân với 3. Suy ra dòng trên nhân với 2 thì sẽ thành 16A cộng với nhân 2 là 6B vẫn chia hết cho D. Dòng dưới này chúng ta nhân với 3, 15A cộng 6B vẫn chia hết cho D. Từ đó suy ra đem hai dòng trừ với nhau, suy ra là 16A cộng 6B trừ đi 15A cộng 6B chia cho D. Vậy thì các em thấy là dòng trên thì dòng dưới thì nó sẽ 6B trừ 6B hết, 16A trừ đi 15A còn suy ra là A chia cho D. A chia cho D. Như vậy là chúng ta thấy là đây là biểu thức số 1 này. Đây là biểu thức số 2 này. Vậy là từ 1 và 2 sẽ suy ra cả A và B đều chia hết cho D. Cho nên D sẽ là ước chung. Ước chung của A và B.
Mà đề bài người ta cho là gì? AB là nguyên tố cùng nhau. Mà A phải B là hai số nguyên tố cùng nhau. D là ước chung lớn nhất đúng không thầy? Ừ, D là ước chung lớn nhất. Nhưng mà AB là hai số nguyên tố cùng nhau, suy ra D bằng 1. D bằng 1. Mà D bằng 1 thì phân số đã cho tối giản. Phân số. Chúng ta ghi phân số là 8A cộng 3B trên 5A cộng 2B là phân số tối giản.